Người phụ nữ này bị một người đàn ông âm thầm chơi đùa trong cả nửa năm, mỗi ngày đều bị đánh ngất bằng thuốc mê. Hắn ta sẽ ôm cô ngủ, đúng 4 giờ sáng sẽ thức dậy rời đi. Nhưng cô gái lại không hề hay biết, chỉ cảm thấy ngày nào thức dậy cũng vô cùng mệt mỏi. Đồng thời cô còn là một người không có cảm giác an toàn. Những nơi bắt mắt trong nhà sẽ đặt những đồ như tất và giày da của đàn ông. Hôm đó cô ra ngoài phát hiện nắp khóa cửa trong nhà bị mở ra, trên đó còn có dấu vết có người đã từng ấn. Dựa vào giác quan thứ 6 của phụ nữ, cô đã sửa lại mật mã. Buổi tối tan làm về nhà cô lại phát hiện, kỳ lạ là nắp khóa cửa lại bị người khác mở ra. Hyun Min cảm thấy vô cùng kỳ lạ, vừa định tắt đèn đi ngủ, chuyện kinh dị đã đến. Đột nhiên cô nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng người bấm mật khẩu nhà mình. Cô cẩn thận bước xuống giường, quả nhiên bên ngoài cửa có người, khiến Hyun Min sợ hãi bật chặt miệng. Nhưng đột nhiên ngoài cửa lại yên lặng trở lại. Thông qua mắt mèo, cô nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy gì hết. Cô cẩn thận mở cửa ra, nhìn ra ngoài hành lang không một bóng người, nhưng lại phát hiện một đầu thuốc lá trước cửa nhà. Cô lập tức báo cảnh sát, nhưng một đầu thuốc không chứng minh được điều gì. Cảnh sát bảo cô đừng nghĩ nhiều, nhưng Hyun Min sợ hãi đến quá nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Mà chính vào lúc này, đột nhiên một người đàn ông cởi trần bước ra từ nhà vệ sinh, ngồi bên cạnh giường dịu dàng vuốt ve tóc của Hyun Min, sau đó ôm cô ngủ. Hôm sau Hyun Min tỉnh lại cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, đầu óc choáng váng, nhưng chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc. Lúc làm việc lại gặp phải một khách hàng quấy rối. Anh ta nói là quen cô đồng thời muốn hẹn hò với cô. Đương nhiên Hyun Min đã từ chối, nhưng anh ta mặt mày biến sắc. Anh ta cho rằng Hyun Min coi thường anh ta, bắt đầu gào mồm lên. Tất cả các ánh mắt đều hướng về phía cô. Chính vào lúc này, quản lý ngân hàng đến giải vây giúp cô, gọi bảo vệ kéo anh ta đi. Vì chuyện hôm trước, Hyun Min luôn cảm thấy có người đang bám đuôi theo mình. Khi về nhà thì liên tục nhìn về phía cửa, bởi vì cô luôn cảm thấy sau cửa có ai đó. Tối đó khi cô chìm vào giấc ngủ, đột nhiên một người chậm chậm bò ra từ dưới gầm giường. Hắn ta vô cùng thành thục dùng thuốc mê đánh ngất Hyun Min, sau đó tư thái như chủ của căn nhà, đánh răng, tắm rửa trong nhà vệ sinh, cẩn thận đặt bàn chải đánh răng của Hyun Min về đúng vị trí, sau đó đặt báo thức trên đồng hồ, ôm lấy Hyun Min rồi chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy, trạng thái của Hyun Min ngày càng đi xuống. Tối hôm đó lúc Hyun Min đang đợi xe buýt, gã quấy rối lại xuất hiện lần nữa. Hắn ta kéo tay Hyun Min đòi đưa cô về nhà. May thay lúc này quản lý ngân hàng tình cờ xuất hiện, định ra tay đánh cho hắn ta một trận nhưng Hyun Min đã ngăn lại. Sau đó quản lý đưa Hyun Min về nhà. Nhưng khi cô về đến nhà phát hiện nhà đã bị mất điện. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hyun Min sợ hãi bước đến xem, hóa ra là quản lý. Là Hyun Min để quên ví tiền trên xe của quản lý. Quản lý đến để chạy lại cho cô. Thấy nhà Hyun Min mất điện, quản lý thành thục tìm được vị trí của cầu dao và sửa lại được đường dây điện. Trước khi đi, quản lý muốn mượn nhà vệ sinh. Hyun Min vào trong trước cất hết đồ dùng của mình đi. Kết quả phát hiện nắp bồn cầu đã bị lật lên. Mỗi lần ra ngoài cô đều có một thói quen là đậy nắp bồn cầu lại. Cô hoảng sợ mở cửa ra, nhìn thấy quản lý thành thục rửa tay. Hyun Min chất vấn quản lý, xanh anh biết được số phòng của tôi. Quản lý bị hỏi thì ngây người, không trả lời được câu hỏi của Hyun Min. Hyun Min hoảng sợ vội vàng chạy xuống báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi mở cửa ra, quản lý đã bị siết chết và treo trên tay nắm cửa. Cứ như vậy Hyun Min được đưa về đồn cảnh sát, bởi vì trong phòng còn có dấu vết của người thứ ba. Cảnh sát nghi ngờ là Hyun Min đã cùng một người nữa giết quản lý. Sau 48 tiếng sau, vì không có đầy đủ chứng cứ nên Hyun Min đã được thả ra. Hyun Min cảm thấy nơi này quá đáng sợ nên quyết định lập tức chuyển nhà. Lúc thu dọn đồ đạc cô vô tình phát hiện một chiếc chìa khóa dưới sàn nhà. Cô bắt đầu đi thử từng cửa của từng tầng một. Quả nhiên cô đã mở được cánh cửa dưới nhà mình. Bên trong không hề có ai, khắp nơi bám đầy bụi bặm, xem như có vẻ rất lâu đã không có ai ở. Thẻ ngân hàng trên bàn trở thành manh mối duy nhất. Hyun Min lợi dụng quan hệ của ngân hàng biết được chủ căn nhà là một cô gái, đồng thời luôn vào 8 giờ mỗi tối đều tiêu 3.200 won ở một cửa hàng tiện lợi. Thế là Hyun Min dẫn theo bạn thân đến cửa hàng tiện lợi chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên có một cô gái vừa hay tiêu hết 3.200 tệ. Hai người quyết định âm thầm đi theo thăm dò. Kết quả đi theo đến một ngã ba, Hyun Min và bạn thân phải tách nhau ra tìm. Cuối cùng Hyun Min nhìn thấy một căn nhà vô cùng kỳ lạ, khóa cửa giống y hệt như khóa cửa nhà cô. Cô thử nhập mật mã mấy lần đều sai. Đang định quay người rời đi, cô đột nhiên nhớ ra mật mã nhà mình. Cô bấm thử 1487. Đột nhiên khóa được mở ra. Hyun Min cẩn thận đi từng bước vào. Cảnh trong căn phòng khiến cô vô cùng sợ hãi. Có một người phụ nữ bị trói trên giường bất động, trên người còn cắm rất nhiều ống truyền. Hyun Min vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng chính vào lúc này đã có người về. Hyun Min vội vàng trốn xuống dưới gầm giường. Người đàn ông thần bí lấy ra một ống tiêm, thành thục tiêm vào người phụ nữ trên giường. Từ miệng của người đàn ông, Hyun Min biết được người phụ nữ trên giường chính là chủ nhân của căn nhà ở tầng dưới nhà cô, và người đàn ông này chính là hung thủ giết hại quản lý. Nghe được đến đây, Hyun Min sợ hãi toàn thân run rẩy. Đột nhiên điện thoại của hung thủ rơi xuống dưới đất. May thay anh ta chỉ thò tay xuống nhặt, không hề nhìn xuống gầm giường. Nhìn hung thủ rời đi, Hyun Min vừa bò ra khỏi gầm giường, hung thủ lại quay trở về. Cô nhanh chóng trốn sau cửa. Chuyện càng kinh dị hơn đã xảy ra. Cô gái trên giường đã bị cắt mất hai bên chân. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Hung thủ bị thu hút đi đến bên cửa sổ. Hyun Min nhân cơ hội chạy đến trốn dưới gầm bàn ở phòng khách. Cúi người xuống nhìn, hung thủ đang định cắt tay của cô gái kia.
Đột nhiên một chai thủy tinh trong phòng khách rơi xuống sàn, hung thủ vẫn chưa phát hiện ra Kyung Min, ôm con mèo trở về phòng tiếp tục cắt xác. Kyung Min vội vàng chạy ra ngoài. Đang định mở cửa thì chuông điện thoại vang lên. Điện thoại cô kêu kìa, có cần tôi bắt máy giúp không? Kyung Min bị hung thủ phát hiện điên cuồng chạy ra ngoài. Trong ngõ không một bóng người, hung thủ lại xuất hiện ở phía trước cô. Kyung Min kêu to lên cầu cứu nhưng không hề có ai đáp lại. Cô chỉ đành quay người tiếp tục bỏ chạy, cuối cùng trốn trong một nhà kho. Sau khi thấy hung thủ rời đi, cô chậm chậm bò ra bên ngoài. Đột nhiên cửa kéo bị kéo lên, Kyung Min ngây người. Lúc này bạn thân cô đẩy một chiếc xe lao ngã hung thủ. Hung thủ cũng đẩy cô ta ngã xuống đất. Còn Kyung Min đứng bên cạnh sợ hãi ngây người. May thay một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua, hung thủ lập tức bỏ chạy. Cảnh sát lập tức lục soát hiện trường. Rất nhanh họ đã tìm thấy một thi thể trên tầng thượng. Trên cánh tay của thi thể còn kẹp một tờ danh thiếp. Chính là tờ danh thiếp mà Kyung Min đã đưa cho gã quấy rối kia. Cảnh sát lập tức bắt gã quấy rối kia lại. Nhưng hắn ta lại phủ nhận không hề giết người, đồng thời nói bản thân không ngu đến mức cắt tay của người khác. Cảnh sát chất vấn hỏi, tôi không hề nạn nhân là bị cắt xác đến chết. Làm sao anh biết được? Gã quấy rối dường như bị cảnh sát nói trúng gì đó, bất giác sờ vào đồng hồ của mình, dường như cảnh sát đã chắc chắn hắn ta chính là hung thủ. Anh ra ngoài nói với Kyung Min, chỉ cần có kết quả dấu vân tay và DNA là có thể kết tội hắn ta. Nhưng Kyung Min vẫn không yên tâm. Hôm sau cuối cùng cô vẫn chọn chuyển nhà, cùng với đó, vì DNA không trùng khớp, gã quấy rối đã được thả ra ngoài. Còn Kyung Min vừa chuyển đến nhà mới lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Bên ngoài có tiếng của nhân viên ship hàng. Kyung Min nghĩ cô không hề mua gì hết, làm gì có hàng chuyển phát nhanh. Thế là cô đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xác nhận là nhân viên ship hàng. Sau khi mở hộp hàng ra, bên trong là chiếc điện thoại rơi trong nhà hung thủ. Đồng thời trong điện thoại toàn là ảnh lúc Kyung Min đang ngủ. Còn chưa kịp hoảng sợ, bạn thân đã gọi điện đến cho cô. Bên kia có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, đáng sợ hơn là hắn ta còn trốn trong nhà vệ sinh. Tiếp đó bạn thân cô vào nhà. Cô bắt đầu điên cuồng gọi tên của bạn thân, nhưng không hề có ai trả lời. Kyung Min liều mạng xông đến nhà bạn thân. Lúc này hắn ta đang chuẩn bị cắt đứt chân của bạn thân. Kyung Min cầm chiếc bình cứu hỏa lên đập cửa. Đột nhiên phía sau xuất hiện một người đàn ông, chính là kẻ quấy rối đã được cảnh sát thả ra. May thay cảnh sát đến nơi kịp thời cứu được Kyung Min. Sau khi mở cửa chỉ có mình bạn thân nằm trên giường, hung thủ đã bỏ trốn. Cảnh sát nói với Kyung Min, video là hung thủ quay lại vào 3 tiếng trước. May thay chân của bạn thân không sao. Và mục đích cuối cùng của hung thủ chính là Kyung Min, để xin lỗi về sự hiểu nhầm trước đây với Kyung Min. Cảnh sát đã đích thân mua một chiếc camera tặng cô. Kyung Min đặt camera ở nơi có thể quan sát được cả căn phòng. Sau đó đến cửa hàng tiện lợi mua đồ. Còn gặp được bảo vệ ở khu trước đây cô ở. Lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy đồ mà bảo vệ mua vừa hay là 3.200 won. Kyung Min quay đầu nhìn, trên tay bảo vệ cũng đeo đồng hồ cũ. Cô vội vàng về nhà, lắp 5 chiếc khóa trái cửa lại. Lúc này cảnh sát gọi điện thoại đến bảo cô tuyệt đối không được ra ngoài, cố gắng ở trong nhà, bởi vì gã quấy rối không phải là hung thủ, đồng thời đã bị sát hại. Kyung Min bật camera lên xem lại. Trước khi cô vào nhà đã có một người đàn ông vào trong. Hắn ta tháo khẩu trang ra, chính là gã bảo vệ kia. Sau khi hắn ta soi gương tự luyến xong, cúi người chui vào gầm giường. Chân của Kyung Min bắt đầu run rẩy trong vô thức. Đột nhiên một đôi tay tóm lấy chân của cô. Cô muốn bỏ chạy nhưng quá nhiều khóa cửa. Khi Kyung Min tỉnh lại lần nữa đã không biết đang bị trói ở nơi nào. Đằng sau là hung thủ đang ôm cô ngủ. Tay của cô còn đang cắm truyền thuốc. Kyung Min khóc lóc tuyệt vọng. Hung thủ lại vuốt ve tóc cô như đang vuốt ve đồ chơi. Kyung Min tìm cơ hội cắn vào tay hắn ta một cái. Sau đó cầm thuốc an thần bên cạnh đâm vào tay hung thủ. Kyung Min nhân cơ hội chạy leo lên trên. Cuối cùng cô trốn vào trong một căn phòng. Cửa sổ bên trong cũng bị cố định kín. Hết cách, cô chỉ còn biết khóa trái cửa lại. Còn hung thủ đang ung dung đi lục tìm từng phòng một. Hắn cầm chìa khóa ra mở cửa. Hung thủ dần dần tiến về Kyung Min, chuẩn bị dùng rìu chặt đứt cánh tay cô. Nhưng không cẩn thận hai người đã bị cái tủ đè lên. Chiếc đinh vừa hay cắm vào tay của hung thủ. Hung thủ nhịn cơn đau định siết chết Kyung Min. Kyung Min cố gắng hết sức đẩy hung thủ ra. Vừa hay đẩy gã vào cái đinh, hắn ta bay màu. Kyung Min phải dừng lại mấy phút mới kêu lên. Cuối cùng Kyung Min vì tự vệ chính đáng nên không bị kết án. Cô quyết định rời khỏi thành phố huyên náo này, quay về quê ở bên người mẹ tuổi đã cao. Trước khi đi còn không quên bỏ xuống ngó gầm giường. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Hãy follow page để xem thêm nhiều phim hay nhé.